xin chào các bạn, trong quay trở lại từ máy tính. Vừa mới thấy xong bạn cách thể hiện tapon con máy con này thì con máy Samsung A03 Core nhá, hệ thống đây giới thiệu điện thoại A03 Core nhá. Cái này thì muốn chạy được trên Bluetooth hoặc những phần mềm khác thì chúng ta phải thực hiện tapon. Ta sẽ tháo cái nắp lưng này, ta sử dụng tháo nắp lưng và các bạn có kỹ năng tháo nhé, ta có dùng tô vít để vặn những con ốc này ta, sau đó ta nhíp nhé, nhíp ta chấm hai cái điểm tapon này cho mình, điểm này nhé, điểm bên trái nhé, điểm này vừa lại mát chấm này, sau đó cắm cáp là nó sẽ nhận cổng SPD. Cái này thì muốn nhận cổng này các bạn phải cài driver thêm nhá thì nó mới nhận. Sau đó các bạn xóa bình thường nhá. Đó. Vừa rồi mình vừa giúp bạn là cách thiện tapon con máy sử dụng A03 của đây. Chúc bạn thành công. Còn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhá. Chào các bạn.